Hi everyone, cuộc sống Mỹ Hoa Nguyên xin tin chào tất cả các bạn gần xa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình trong những thời gian qua. Hãy nhấn nút like, share và nhấn nút đăng ký kênh nếu thấy kênh của mình hữu ích. Thank you for watching and have a nice day everyone. See you next time. Hi, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái clip về vấn đề mà mở thẻ tín dụng credit ở Mỹ như thế nào nha. Bữa hôm thì mình cũng đã làm cái clip về chia sẻ về mở tài khoản ngân hàng khi các bạn mới định cư Mỹ. Thì các bạn có thể xem lại cái video đó. Cái đó là mình nói về tài khoản checking và saving đó khi mà các bạn mới định cư Mỹ ha. Còn bây giờ mình sẽ nói về thẻ tín dụng, có nghĩa là thẻ credit á. Thì khi qua Mỹ á, thì các bạn mở cái account trong tài khoản ngân hàng, có nghĩa là cái thẻ debit á, cái tài khoản checking và saving trước đó. Rồi sau khi các bạn xài một thời gian rồi thì các bạn sẽ apply cái thẻ credit ha. Còn nếu mà các bạn muốn có thẻ credit xài liền á thì các bạn sẽ bỏ cái $500 deposit money vô hả, để ký quỹ vô á, thì bắt đầu họ sẽ mở cho bạn cái tài khoản tín dụng credit card. Thì theo như mình nói á, thì bữa hôm á, là mình có nói về cái tài khoản ngân hàng Chase nè đó, là mình lúc mình mới qua là mình xài đó. Thì như cái clip cũ mình đã nói là khi bạn mở tài khoản này thì họ sẽ khuyến mãi tặng cho bạn $600 đó. Thì mình sẽ nói lại cái này nha. Thì khi bạn mà mới qua mà bạn mở cái checking account á, là nó sẽ tặng cho bạn là $300. Rồi các bạn mở saving account á, là nó sẽ tặng $200. Nhưng với điều kiện là bạn phải bỏ trong tài khoản ngân hàng 15.000 nha mới được cái khoản tiền thưởng này hả. Thì nếu mà bạn có 15.000 mà bạn bỏ ngân hàng để có tiền thưởng này thì mình nghĩ là bạn xin cái thẻ credit mình nghĩ nó cũng dễ chứ đâu có gì đâu khó, phải không? Còn là như mình đó, kinh nghiệm của mình đó, thì lúc mình mới qua thì ông xã mình đã xài cái ngân hàng Chase là mấy chục năm rồi đó. Khi mà ông ở đây á, thì khi mình qua là ông ép tên mình vô. Ông ép tên mình vô thì mình cứ xài cái thẻ mà debit của ông xã mình đó. Rồi xong cái đầu khoảng chừng 6 tháng 8 tháng gì vậy, cái đầu cái mình ra mình apply cái thằng credit nó dễ lắm. Nó không có bắt mình ký quỹ gì hết trơn á, mà nó cộng thu nhập của hai vợ chồng lại bao nhiêu rồi bắt đầu nó cho mình 1/3 trên cái tổng thu nhập của hai vợ chồng, là nó dựa cho mình được 2.000+ luôn á đó. Rồi cái bây giờ cái mình xài 5 năm mấy rồi, cái đầu cái là tự động là nó lên tiền, nó cho mình bây giờ được 4.000+ luôn đó, trong cái ba lăng của mình đó, nó 4.000+ á. Thì khi mà bạn có cái thẻ credit này á thì cái cô nhân viên ngân hàng á, cổ cũng nói mình á là mình không nên xài quá 50%, có nghĩa ví dụ như nó cho mình là 4.000 phải không, thì mình chỉ xài cỡ 2.000 thôi đó. Thì mình xài trên 2.000 cũng được, nhưng với điều kiện là các bạn phải pay off every month ha, mỗi tháng. Thì nó tới cái ngày mà payment due á, tới cái ngày mà kỳ mà trả tiền á, là các bạn nên trả hết. Tại vì nó có cái minimum deal là nó cho bạn là trả ít tiền thôi, nhưng mà cái số tiền còn lại thì nó tính lãi, mà lãi ngân hàng về cái thẻ credit thì rất là cao các bạn. Thành ra là các bạn cố gắng mình xài bao nhiêu thì mình trả pay off hết bấy nhiêu, để mình tạo cái gọi là cái tín nhiệm á đó, cái uy tín của mình á. Đó, thì cái credit score của mình đó, nó sẽ lên, mà đồng thời đó tự động đó là sau một năm là tự động là nó sẽ cho bạn thêm tiền vô trong cái ba lăng của bạn, nó sẽ increase lên đó. Ví dụ như năm đầu tiên nó cho bạn 1.000 đi, cái bạn trả tốt, bạn không có trả trễ hẹn tháng nào hết,
qua năm thứ hai tự động nó lên bạn 2.000 đó, giống như mình vậy đó, mới đầu nó cho mình 2.000 mấy rồi đó, giờ là qua năm thứ hai tự động nó lên mình 4.000 mấy luôn. Mình đâu có xin đâu, mình không có cần mà viết thư, mình xin nó tăng cái tiền ba lần lên, nó tự động nó lên luôn á đó. Đó là cái thẻ chay là rất là tốt đó. Thì các bạn đi làm á, các bạn có cái check in account, các bạn có cái routing number là lương á, tự bạo động bạn vô đó, rồi bắt đầu cái bạn lấy cái thẻ đó bạn xài là tự động là nó ra, là xin cái thẻ Reddit rất là dễ dàng luôn đó. Và bạn xài cái Reddit đó, nó bạn trả tiền pay up every month đó, mình là pay up đó, tháng năm cũng pay up, mà pay up trước nửa tháng luôn á, khi mình vừa xài xong mấy ngày mình trả rồi mình sợ quên á, sợ quên nó phạt dữ lắm luôn á nha đó. Quên đó là nó phạt 30 mấy đồng á, 38 39 đồng vậy á, một ngân hàng á đó. Đó thì cái dịch vụ thứ hai mà mình xài ở đây á đó, đó là mình xài cái mình hay mua sắm cái thằng Rakuten này nè. Mình không có apply cái thẻ Rakuten này, nhưng mà mình xài cái app của nó, mình xài cái app của nó thì nó hay có những cái chương trình khuyến mãi 10%, 15%, 20% của tất cả các công ty như Macy, rồi Amazon, rồi Vitamin Shop, ví dụ như đó. Đó. Thì đó, các bạn lên cái thằng đao cái app Rakuten này về thì các bạn xài thì các bạn sẽ có cashback về 5% á, thì các bạn có thể apply cái thẻ này nếu các bạn thích, nhưng mà mình không có thích cái thằng Reddit này đó, thì mình chỉ xài trên cái app của nó thôi đó. Thì khi mà mình muốn mua một cái món hàng gì á thì cái mình lên mình coi này nó có khuyến mãi gì, ví dụ Macy nó có khuyến mãi bao nhiêu phần trăm, Walmart bao nhiêu phần trăm, ví dụ cái đó, rồi Amazon bao nhiêu phần trăm này đó. Thì nói chung là khi mình lít vô cái app này á thì mình mua được giảm giá, thì mình có cái tiền cashback về, thì cứ 3 tháng vậy là nó sẽ gửi cái tiền thưởng cashback về cho bạn. Thường thì mình thì cứ 3 tháng nó gửi check về cho mình, cái gửi check cho mình nó chung quá nhiều, mười mấy đồng, 20 đồng vậy đó đó, nhưng mà kệ có hơn không. Đó rồi cái thẻ tiếp theo là mình xài là cái thằng Discover. Cái thằng Discover thì nói chung là bạn rất là dễ xin, bạn chỉ lên trang web, các bạn đánh Discover Car vô, mình sẽ để cái đường link ở dưới ha. Thì khi mà các bạn mở cái Discover Car là nó thưởng cho bạn là 10 đồng, 25 đồng chứ, 25 đồng. Còn mà người giới thiệu như là mình đưa cái link đó, là bạn click vô cái link đó là bạn được 25 đồng, là người giới thiệu được 10 đồng á. Đó, là thì lát nữa mình sẽ để cái link của Discover Car dưới cái video. Nếu các bạn thích mở cái thằng Discover Car, thì thằng Discover Car này rất là dễ, các bạn apply là nó approve liền luôn, là trong vòng tuần lễ là nó gửi thẻ về cho bạn luôn, khỏi cần bạn phải deposit money gì hết trơn đó. Bạn chỉ cần cung cấp cái social number thôi là bắt đầu là nó tự động là nó cho bạn tài khoản bao nhiêu tiền, và tự động nó gửi cái thẻ về luôn đó. Mà nó không biết là có phải do mình là ra mình xài 1 năm rồi thì nó dễ gì không, mình không biết, nhưng mà mình thấy nó dễ lắm, mình thấy nó dễ lắm, nó không có khó như mấy ngân hàng khác. Thì cái thằng Discover Card thì cứ mỗi một quý như vậy á là nó có cái chương trình khuyến mãi 5%. Ví dụ như tháng 1, tháng 2, tháng 3 phải không? Cái quý đầu của năm á thì nó khuyến mãi grocery store, rồi restaurant, rồi gas station, ví dụ đi là các bạn đi đổ xăng, các bạn ăn nhà hàng, các bạn mua sắm ở mấy cái siêu thị á thì được 5% cashback về. Đó đó thì cũng giống như là trong 1 tháng thì các bạn xài 1.000 đô thì các bạn có 5% cái bát về là 50 đồng vậy đó, xài 500 có 25 đồng vậy đó, nhưng mà cứ góp gió thành bão đó, có hơn không. Còn các bạn xài những dịch vụ khác đó, thì 1% nó cũng giống như những cái hàng khác thôi đó, giống như cái thẻ chay này là mình xài xài thằng này là nó có cashback về là 1.5
hả? Còn những cái dịch vụ khác á, không 1.5 hết chứ, 1.5 hết đều luôn á, xài dịch vụ nào cũng 1.5. Còn cái thằng Discover Car đó là nó tùy theo quý đó, rồi xong cái đầu cái quý 1 là nó giảm giá vậy ha, cái qua quý 2 cái nó giảm giá, ví dụ như Walmart, Amazon, rồi thí dụ như taxi đó, dịch vụ taxi gì đó đó, thì nói chung là mỗi một quý là nó có những cái giảm giá của những công ty hoặc là những cái dịch vụ khác nhau là 5% cashback về đó. Nên là các bạn có cái thẻ Discover thì Discover Card thì cũng 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 hay lắm, cũng có tiền cashback về hả. Rồi cái thẻ tiếp theo á là cái thằng Best Buy ha. Cái anh Best Buy này không phải dễ xin đâu. Lúc mà mình mới qua mình mua cái điện thoại đầu tiên á, mình xin cái thẻ mà Best Buy này á, nó không có approve cho mình, có nghĩa là mình chưa có xài cái credit tốt, cũng như mình chưa có tích lũy điểm, mình chưa có xài nhiều á, nó không có approve mình mua cái điện thoại đầu tiên, nó không approve mình trả tiền mặt luôn, nó không approve cho mình luôn. Tức là cái thẻ social của mình nó là mới quá, cũng như là mình chưa có tích lũy điểm gì hết á đó, chưa có credit score đó, rồi nó không có cho. Cái đầu cái là mình mua cái điện thoại thứ hai cho ông xã của mình đó, là mình mua cũng như là sau một năm, năm năm rưỡi gì đó, bắt đầu là mình mua cái điện thoại ông xã của mình đó, là mình mua, bắt đầu cái mình mới apply cái thẻ mà Best Buy này, mình apply thử rồi nhưng mà nó cho đó, sau một năm là bắt đầu nó cho. Thế là bạn có mà hai thẻ credit trở lên bắt đầu là nó cho, hoặc là xài sau một năm mà bạn pay up tốt hết, bạn không có thiếu nợ ngân hàng là tự động ngân hàng khác approve rất là dễ đó. Thì nó cho mình cái chương trình quảng cáo là đó đó, 10 đồng thì qua certificate của 100 đồng đầu tiên mua sắm à. Rồi ở đây là những cái dịch vụ của nó nè, nó thẻ nó cho mình 5% cashback khi mà mua hàng của Best Buy hả, bạn mua đồ của Best Buy thì bạn được 5% cashback đó. Rồi 3% cashback của đổ xăng đó, mình đổ xăng này mình được 3% cashback về. 2% dining and grocery purchase, 2% về siêu thị, mua đồ siêu thị với lại ăn nhà hàng là 2% hả. Còn 1% cho những dịch vụ khác hả, là bạn mua sắm ở công ty nào cũng được đó, hay là trả tiền bill điện nước gì cũng được đó, là 1% về cashback về đó. Thì nó cho mình hai lựa chọn, một lựa chọn là 5% Best Buy còn chia đều cho những thằng này 6% đó, còn không thì lựa chọn thứ hai là bạn mua đồ Best Buy được 10% nhưng mà thằng những cái dịch vụ khác thì lại 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 không có. Nếu mà ai mà mua đồ điện tử nhiều, xài nhiều, hoặc là mua bán về điện tử mà hay mua hàng Best Buy á, thì nên lựa cái chọn cái 10%. Cái 10% đó là 10% nó giảm thì 10% lời của mình á. Còn như mình thì nói chung là mình mua hàng điện tử ít, mình chỉ xài điện thoại 2-3 năm mới mua một lần thôi, nên ra mình xài mình sử dụng cái thằng này là 5% cashback của điện tử, mua đồ Best Buy. Rồi những cái dịch vụ khác đó, đổ xăng rồi đi ăn nhà hàng này kia, hoặc là đi sắm mua sắm siêu thị rồi đó đó, thì mình sử dụng cái dịch vụ thứ hai đó. Đó thành ra là khi mà bạn tới Mỹ rồi là bạn tạo uy tín, bạn trả tiền đâu ra đó hết, mỗi tháng hay hết hết đó, là tự động rồi, cái credit score của mình nó tốt và tự động là nó increase cái tiền ba lăng ở trong cái tài khoản ngân hàng của các bạn lên đó. Sau đó rồi bạn muốn xin ngân hàng nào cũng được, bạn muốn apply ngân hàng nào cũng được đó. Còn nếu không là lúc mà bạn mới qua là bạn chưa có xài gì hết đó, là rất là khó apply cái credit, mà nó bắt phải bị deposit money vô 500 đồng. Thì 500 đồng mà bạn xài phân nửa có 500 đồng, nó chỉ có 250 thì đâu có mua gì được bao nhiêu đâu đó.
ở các bạn build up chừng nào nó mới được 1-2 ngàn, phải 1-2 năm đó, rất là lâu. Thì bởi vì là mình, như cái clip trước mình đã nói rồi, khi mà các bạn qua Mỹ thì các bạn có người nhà ở Mỹ rồi mà người ta đã xài một cái ngân hàng nào đó lâu năm rồi, người ta có uy tín rồi á, thì mình năn nỉ người ta là add cái tên của mình vô cái tài khoản của người ta đó, để mình xài cái debit trước đó. Sau một thời gian 6 tháng 8 tháng rồi là tự động là mình có cái tiền trong tài khoản rất là cao. Cái trường hợp như vợ chồng thì rất là dễ, còn chung gia đình thì mình nghĩ nó cũng hơi khó vấn đề này. Nhưng mình nghĩ nếu mà cha mẹ mà làm cho con cái thì đó cũng được, chứ đâu có gì đâu, đúng không? Mình sợ khi anh chị em thì khi không đủ niềm tin tưởng vậy thôi, chứ còn nếu mà cha mẹ mình nghĩ được, vợ chồng thì rất là dễ đó, vợ chồng thì phải ép tên cho vợ thôi, cái chuyện đó là bình thường đó đó. Thì mình theo cái kinh nghiệm của mình đó, mình chia sẻ cái trường hợp của mình thôi nha, còn của người khác mình không biết đó. Thì trường hợp của mình là vậy đó, là mình qua là bắt đầu là ông xã mình dắt mình ra ngân hàng là ép cái tên của mình vô tài khoản của ông xã mình đó, là mình có cái thẻ debit mình xài trước, bắt đầu cái 6 tháng cái mình xài cái thẻ của ông xã của mình ở đâu đó ok rồi. Để đặt với mình có việc làm nữa, mình có việc làm cái mình bỏ cái tiền deposit money của tiền lương của mình vô mỗi tuần á, thành ra là ra mở credit là được liền đó. Thành ra là khi mà bạn có việc làm rồi bạn xin credit rất là dễ luôn đó. Còn nếu bạn chưa có việc làm á, là điều đó mình nghĩ chắc cũng hơi khó nha đó. Rồi là cố gắng vòng vòng 3 tháng qua là các bạn học tiếng Anh này kia, rồi học ESL, học lái xe này kia, cố gắng 3 tháng và sau 3 tháng phải đi làm đó. Rồi lúc đó là bắt đầu là mình có tiền mình mua sắm đồ đạc rồi cho cuộc sống của mình, với hai nữa là mình mở ngân hàng này kia cũng rất là dễ, xin tín dụng rất là dễ. Mà khi mà mình có cái thẻ tín dụng rồi thì mình mua cái gì cũng được đó. Rồi mình build up cái credit score lên, rồi sau này các bạn mua xe, các bạn mua nhà, mua cửa gì cũng được hết trơn á, nó rất là dễ. Còn nếu mà không có là mệt mỏi luôn đó. Thật ra là tuy là ông xã của mình đó thì ở đây mấy chục năm từ nhỏ tới lớn rồi, ổng Mỹ, thành ra là mình cũng không có cần tạo uy tín gì, nhưng mà mình cũng phải có cái gì đó cho riêng mình cũng đâu biết được, mình cũng phải có cái tài khoản cho riêng mình nữa đó. Bởi vậy mình có một cái tài khoản chung với ông xã, mà đồng thời mình phải có một cái tài khoản riêng cho mình đó các bạn đó. Mình khuyên các bạn ở Mỹ đó, nếu mà các bạn mà có vợ hay chồng á thì mình nên có một tài khoản riêng để build up cái credit score riêng cho mình đó, để có những cái trường hợp gì xảy ra ngoài ý muốn thì mình có cái credit score, mình có thể ra ngoài mình thuê nhà được, mình có thể ra ngoài mình mua xe được, mình có thể ra ngoài mình mua nhà được đó. Tại vì ở đây mà các bạn mà đi thuê nhà đó nha, nó cũng kiểm tra cái credit score, mà bạn mà credit score mà hả không tốt cũng không có thuê chung cư được luôn nữa, chứ không phải đơn giản mua đồ được đâu nha. Thuê chung cư họ cũng kiểm tra cái điểm tín dụng nữa đó đó. Nếu mà điểm tín dụng mà không tốt á là không có thuê chung cư mà của người Mỹ ở được đâu đó. Mình chỉ đi xe phòng của những người Việt Nam ở thôi đó. Đó như ông xã của mình đó, là vô là qua là bắt đầu là tại nhân viên đó là nó chỉ hỏi cái số social number của bạn thôi, là bắt đầu nó biết cái credit score của bạn tốt hay là không tốt rồi đó. Rồi nó thấy tốt rồi bắt đầu là nó mới là chấp nhận cho bạn vô, bắt đầu làm cái hợp đồng thuê nhà này kia, chứ không phải đơn giản mà các bạn cầm tiền mặt các bạn tới các bạn thuê cũng không được chung cư của Mỹ nữa. Đây nó vậy, kiểm tra cái credit score đó. Còn nếu mà mới qua, các bạn mới qua mà chưa có, chỉ cứ đi ở chung với người nhà một thời gian, hoặc là đi xe phòng với lại người Việt của mình một thời gian thôi, chứ còn mình không thể nào mà thuê chung cư mà của công ty Mỹ là của người Mỹ đứng tên được hết trơn, rất là khó đó. Rồi mua bảo hiểm này kia, đi vô mình
mình thuê nhà ở cửa rồi nó bắt mình mua bảo hiểm này kia nữa, nhưng không phải mà đơn giản vấn đề là hả thuê nhà không. Ở Mỹ là nó khó, luật pháp nó khó lắm chứ không phải dễ như Việt Nam của mình, mà có tiền cầm tiền tới là chồng tiền cọc cái là mai vô ở kia đâu có đâu. Nó kiểm tra mình cái thẻ tín dụng rồi kiểm tra background check rồi kia, đây nó khó chịu vậy. Đây là một số chia sẻ của mình đó. Cho các bạn sắp định cư Mỹ nha. Nếu mà các bạn ở Mỹ lâu năm thì có những kinh nghiệm gì hay thì có thể comment ở dưới để góp ý cho các bạn sau này có thể tham khảo ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy like, share và nhấn nút đăng ký ha, để xem những clip tiếp theo của mình nhé. Thank you for watching and have a nice day everyone.